Lời đầu tiên thì tôi xin chúc mọi người có một buổi tối xem video thật vui vẻ, thật nhiều niềm vui hạnh phúc cũng như trong cuộc sống này tràn đầy niềm yêu thương và niềm vui. Thì đây chính là phiến dầm được di chuyển vào bên trong khu vực để mà lắp đặt trên con đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha mọi người. Và tiếp tục với chủ đề hôm nay là tôi có một chuyến hành trình khảo sát đến khu vực tại công trường trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở tại khu vực xã Tam Hiệp và xã Hân Cửu Nghĩa nha mọi người. Thì hôm qua ở clip hôm qua thì tôi đã quay sơ lược cho bạn về thấy cũng như là các vị trí và các anh em công nhân đang làm giải phân cách đổ bê tông làm giải phân cách. Thì hôm nay thì tiến độ lại tiếp tục tìm hiểu ở tại vị trí này nhưng mà ở những điểm chi tiết khác hơn đó. Thì tôi đang tìm vị trí mà đã được thảm nhựa bê tông, đã được thảm nhựa nha các bạn, thảm nhựa. Đây chính là cái vòng xoay các bạn, mình không biết là này tiếng chính hay tiếng phụ nữa tại vì chưa có rõ hình hài các bạn, nhưng mà ở đây đã được tráng nhựa một đoạn gọi là cột mốc. Cột mốc đầu tiên tráng nhựa đây nè, các anh em công nhân đang thi công các bạn đó, cái này công nhân đang thi công làm việc đó. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại ngày hôm nay, tiếp tục tôi đang có mặt ở tại nút giao Hân Cửu Nghĩa nha các bạn. Đây chính là điểm đầu của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và đây chính là điểm cuối của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nha các bạn. Đây là đầu nối giữa hai tuyến nha các bạn. Rồi bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại cái đoạn mà đã được cán nhựa một đoạn ngắn đó nha các bạn. Tráng nhựa thử một đoạn ngắn đó thì ngày hôm qua thì tôi chia sẻ các bạn về về những cái điểm địa điểm trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Tại nút giao xã Hân Cửu Nghĩa đó, thì cái này tiếp tục tôi lại cho bạn tìm tìm ra vị trí mà tráng nhựa cho các bạn xem nha các bạn đó. Thì phía trước các bạn nhìn thấy xe đang chạy di chuyển không? Đó chính là cao tốc điểm cuối của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đó. Đây có một tiếng ra nè, một tiếng nhỏ ra nè, đây có một tiếng lớn nè đó. Đó đã được tráng nhựa có một đoạn ngắn này nha các bạn, nó vừa một đoạn ngắn này để thử. Khoan kiểm tra thử nha các bạn, đó là bên kỹ sư công trình ta khoan kiểm tra thử có độ sâu cũng như độ dày mỏng. Chỉ gắn nhựa có một đoạn ngắn này thôi nha các bạn, đây kiểm tra nè. Đó. Đang phải nói là các anh em công nhân xây dựng
ngày đêm không nghỉ. Thì hôm nay tiếp tục tôi xuống tại vị trí này để mà tìm hiểu xem như thế nào, cho bạn thấy thực tế. Đây là chuyến đi khảo sát thực tế của tôi luôn nha các bạn. Khá là nắng luôn nhưng mà thì tôi sẽ cố gắng quay đi lại các bạn xem. Phía trước các bạn thấy những chiếc xe đang di chuyển không? Đó chính là, một lần nữa nhắc lại, đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đó, đây cái dòng xe rất là lớn luôn các bạn. Đó. Phía trước thì đang đổ cán đá các kiểu đồ kia này nọ. Đó, thì nó chỉ đổ nhựa đến ngay chỗ những chiếc xe lưu xe ca đó là hết rồi nha các bạn. Đổ nhựa một khúc ngắn à, đó, phía bên trên đó. Các kỹ sư đang làm việc đó các bạn. Đó. Thì cái clip hôm nay là để tìm cho bằng được một đoạn đã được cán nhựa mà có một số bạn đã comment trong clip của tôi là đã có một cái cán nhựa, đã có cán nhựa, và thì tôi đã tìm được đoạn cán nhựa, các bạn xem đây. Đó, cán nhựa một đoạn ngắn này đây. Đây à, nó hết rồi đó. Đó, phía trước thì các anh công nhân đang làm việc nha các bạn. Rồi thì hôm nay xin chia sẻ các bạn về nút giao tại sao xã Hưng Phú Nghĩa. Thì đây là những điểm đầu dòng xây số 8 mà từ clip trước tôi đã nói với các bạn. Đó, thì mọi người công nhân vẫn đang làm việc đi. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.